anh à? Ừ. Sao anh lại về giờ này? Mà anh mệt quá em xin về. Ôi trời ơi, chết. Em xem nào, chồng em mệt mỏi như nào, em cởi bớt đồ ra cho anh nhá. Anh mệt lắm, em cứ để nguyên hiện trường này cho anh. Anh mệt lắm, để em nằm. Mình ơi, em bảo này, mình mệt ý, em nghĩ mình nằm đây càng mệt hơn đấy. Hay là mình đi xuống dưới nhà, mình đi dạo, hít thở không khí trong lành cho đỡ mệt nhá. Đi. Thôi em ơi, chân anh buồn rộn lắm rồi, không thể nào bước nổi nữa đâu. Nó để em nằm. Mình ơi, cái gì đây? Mình ơi, hay là mình đi nhậu đi. Mọi lần em thấy mình tâm sự nhá. Lúc nào mình mệt mỏi căng thẳng stress là mình đi nhậu. Thôi mình ơi, gọi điện cho mình. Bây giờ anh mà nhậu vào là anh điếng luôn, anh ngất luôn ấy. Thôi anh mệt lắm, để im cho anh nằm nghỉ. Trời ơi, mình ơi. Em quên mất là không kể mình ý. Cái gì? Sáng nay bác Tâm sang nhà mình chơi. Bác ấy khoe với em nhá, là bác ấy mới mua được mấy con cún nhá. Mà cún lai mê em ơi, xinh yêu ơi, để yêu ơi. Bác ấy bảo mình sang đấy, đi sang thì bác thôi, chơi thôi, đi. Mình ơi, cún mấy kiếc gì, mình thích thì mình sang đi. Mình để cho tôi nghỉ nào, hết hợp ý lên thế, giật thích cả người. Anh nghe điện thoại đi. Em nghe cho anh đi. Em biết cái gì mà nghe, mình nghe đi. Thì cứ bảo là anh để quên điện thoại ở nhà nhá, nghe đi. Alo, anh Tiến hả? Đi nhậu à? Vâng, dạ, đi nhậu. Anh Tiến đi rủ anh đi nhậu, dậy dậy đi nhậu đi. Thôi thôi, nào? Bảo anh không có ở nhà nhá. Kìa. Thôi anh mệt lắm. Dạ anh Tiến ạ. Dạ nhà em để quên điện thoại ở nhà anh ạ. Vâng ạ. Lát nữa nhà em về thì em bảo nhà em gọi lại cho anh ạ. Em chào anh. Này. Đấy, ai gọi điện thì cứ nói thế nhá. Anh nghe đi. Chắc phải có việc cần người ta mới gọi chứ. Không, mình mệt lắm, em nghe cho anh đi nhá. Ai hỏi thì cứ nói thế. Alo anh Trung Cu Chin à? Ôi rồi thế à? Ôi anh mới mua được một đàn chó à? Lai Phốc à? Ôi rồi cả chó Phú Quốc, cả chó Hungary à? Ôi rồi vâng, anh chờ em một tí nhá. Ôi mình ơi, anh Trung anh gọi bảo mình sang sạch chơi chó, ngắm chó. Mình thích cún mà đi. Anh biết rồi, mình thích thì mình sang đi. Anh mệt lắm, anh không sang đâu, để cho anh năm nghìn tí. Lúc khác anh sang nhá, bảo anh là lúc anh sang nhá. Dạ anh ơi, nhà em bảo là nhà em mệt lắm anh ạ. Khác nhà em sang ạ. Vâng, em chào anh ạ. Khổ quá. Đúng cái hôm mệt mỏi thì bao nhiêu người gọi đi chơi. Để anh tắt nguồn cho nó chắc. Đấy, thích hào mà gọi. Để anh nghỉ đi nha. Khổ quá. Gọi đâu đấy? Anh tắt được không ạ? Điện thoại của em, của em. Alo. Khổ quá, chồng em tự nhiên lại về cái giờ này. Anh đi gọi điện mua thế nhá. Anh đã bảo là ai gọi thì bảo anh không ở nhà cơ mà. Đâu bạn em ạ. Cái Lan bạn em, nó gọi nó bảo là chồng mày về chưa, để tao sang tao ngồi chơi rơi nước tâm sự. Thế thì được. Alo, cái gì thế anh? Chồng em ra khỏi nhà đi, anh nhớ em lắm. Khổ quá, em đã bảo là chồng em đang ở nhà không gặp được. Ôi đúng trời rồi. Ơi, khổ quá. Anh đã bảo rồi, ai gọi điện thì nói anh không ở nhà. Vân à, chồng tớ đang mệt nhá, chồng tớ đang nằm nghỉ ngơi ở nhà. Lúc nào mà chồng tớ khỏe lại thì tớ sang tâm sự sau nhá. Chồng bạn đi công tác à? Thì tí tớ sang nhá. Đúng rồi đấy. Em đi sang bạn em đi. Em đi à? Anh nằm nghỉ nhá. Em đi nhá. Em đi à? Nào, có cái chuyện gì mà gọi chị sang đây gấp gáp như thế? Làm sao thế? Nói cho chị nghe đi xem nào. Chán lắm chị ạ. Chán cái gì? Chị có cảm nhận được là trong cái ngôi nhà này của em có cái gì đấy là lạnh lẽo, cô đơn không chị? Như chính con người của em bây giờ. Em thì lúc nào cũng bi quan. Em thử xem cái cuộc sống của em, rồi con người em, rồi chuyện tình cảm gia đình em có ai bằng không? Đến chị còn ao ước cũng không được cơ này. Thôi chị đừng có ước nữa đi.
như này người ta gọi là trong chán ngoài thèm đấy chị ạ. Đấy, đến giờ phút này mà chị thấy là chồng em đã về nhà đâu, đi cả tuần nay rồi không nhìn thấy mặt mũi đâu. Thôi thôi thôi, em không chịu được nữa đâu chị à, có quan tâm gì đến vợ con đâu. Thôi nghe chị nói, bây giờ thế này, đi ra ngoài quán uống cà phê với chị, xong đó có cái chuyện gì nói cho chị nghe. Em có lọc dạ nào mà đi uống thôi, cà phê với chị. Đi, đứng lên, đi. Đi, đi rồi đến khuây khỏa đi chứ cứ ở nhà làm cái gì. Buồn. Thôi thôi thôi, uống nước đi, không khóc nữa. Em không uống đâu. Uống đi. Em không, sao uống uống đâu. Đi. Làm sao không uống? Khó đi. Làm sao mà khó đi? Chị nhìn một quần áo nó mặc uống đi thế nào? Ôi giời, tôi biết rồi. Cơm khổ thật đi cơ. Mà làm sao đi? Chị My ơi, em hối hận lắm chị ạ. Sao hối hận? Giá mà ngày xưa em đừng có trẻ con như thế. Em chia tay người yêu cũ của em thì bây giờ đã không nên tội. Người yêu cũ alo, của em nhá. Bạn à? Hơi nghèo một tí nhưng mà tình cảm lắm chị ạ. Bạn vừa đến nghe chưa? Ôi nhá. Ừ, tôi ngồi đây rồi, tôi chờ bạn nhá. Được cái khác, ừ, ông trời có cho ai đấy. Hết tất cả đâu ở em. Buồn lắm chị ơi. Thôi 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 thôi. Thôi nín đi, nín đi. Khổ quá, đã bảo nín đi, chuyện gì sẽ có đó hết. Buồn lắm chị ơi. Phương à, lại là bà. Cái gì? Cậu làm sao? Bà tránh ra. Ôi, cậu đây. Cậu đâu? Đứa nào, thằng nào, con nào làm em khóc hả? À, chào chị. Chào cậu. Cảm ơn chị. Nhờ chị mà chúng tôi đã bỏ nhau. Không dám. Hương ơi, ngồi đây nhá, chị đi có việc đây. Ô kìa, em. Làm sao mà em lại buồn như này, làm sao mà em lại khóc như này hả? À, em đã cưới chồng rồi mà à, anh nghĩ rằng là em đang sống một cuộc sống rất chi là hạnh phúc cơ mà. Thế làm sao mà em khóc? Em có thể chia sẻ cho anh nghe được không? Ok. Nỗi khổ của em nó khó nói thành lời lắm anh ạ. Ok, Hương, ok. Rồi thôi thôi thôi. Ừ. Nước mắt của em vẫn mặn như ngày nào ấy nhỉ? Mặn thế. Thế sao như nào? Chia sẻ cho anh hiểu đi. Hả? Làm sao? Bây giờ như nào? Chồng của em nó bất tài à? Không ạ. Chồng em là một người rất có tài anh ạ. À. Thì bởi vì là có tài nên ngày xưa là em mới bỏ anh để lấy chồng em bây giờ đấy. À. Thế chồng em chắc chắn rồi. Chắc chắn là ông ấy tài quá đúng không? Ông ấy giỏi quá nhưng về cái khoản kia là ông bất lực đúng không? À, dạ không ạ. Chồng em có bất lực gì đâu. À. Chồng vía chồng em ok lắm. À. Em có hai đứa con trai rồi. À anh hiểu rồi. Bất tài không đúng không? Bất lực cũng không đúng không? Chắc chắn là chồng em bất hiếu với bố mẹ em, bất hiếu với con em đúng không? Không không à, chồng em có hiếu lắm anh ạ. À. Đối xử bố mẹ tốt lắm, cả thế em cả con cũng tốt ạ. À. Thế bất tài không, bất lực không, bất hiếu không, thế bất gì là có? Bất khuất ạ. À. Hả? Tức có nghĩa là chồng em giỏi quá à. Cái gì cũng bất khuất à, cũng xuất sắc ạ. À. Thế nên lúc nào anh cũng coi anh như là cái rốn của vũ trụ, anh ấy chẳng thèm quan tâm gì đến em cả. Anh bảo một ngày ạ, có 24 tiếng mà anh ấy đi hết 23 tiếng rưỡi rồi. À, không quan tâm gì đến gia đình. Em buồn lắm. Nói chung là không ai nói trước được điều gì, đúng không? Thôi, cố gắng lên em. À, mỗi người ấy đều có một cái cuộc sống riêng, đều có một con đường riêng, đều có một cái hạnh phúc riêng. À, cái chuyện gì ấy rồi nó cũng sẽ qua. Quan trọng ấy là nó qua như thế nào thôi. Em thấy không? Tuy nó đau nhưng mà nó nhanh, em hiểu chưa? Còn hơn là mình để cái sự đau nó lâu, nó dai dẳng đó. À, chờ anh nghe điện thoại. Alo, cái gì? Bạn không qua là không được với tôi đâu. Bạn có biết là alo thế chị lại có chuyện gì đấy hả anh? Ờ thì đối tác của anh ấy sang đây ký hợp đồng nhưng mà trên đường qua đây lại bị tai nạn. Ôi. Chắc là tí nữa anh cũng phải vào thăm bạn ấy tí. À, anh nói tiếp nhá. À, rồi mọi chuyện nó sẽ qua. Quan trọng ấy là nó qua như thế nào thôi. Đấy em thấy chưa? Anh đang được cái đau này, đau. Đau nhưng đau nó nhanh. Nhưng mà anh không muốn cái sự đau của em nó dai dẳng. Nó đau từ bên trong này, nó sẽ phát tán ra tứ chi. Nó dẫn đến tai biến. Em hiểu không? Rất là nguy hiểm. Thành thử là như này,
anh muốn chia sẻ với em một vấn đề là em có nhớ rằng ngày xưa chúng ta yêu nhau như thế nào không? Tuy chúng ta không có tiền, đúng không? Nhưng cái tình của chúng mình rất là đậm sâu. Em còn nhớ không? Tức là anh cũng phải xin lỗi em một vấn đề là cái duyên của chúng ta nó chỉ đến thế thôi. Nhưng anh không bao giờ quên, chúng ta hết duyên nhưng vẫn còn nợ, đúng không? Nợ đây không phải là nợ tình mà là nợ tiền. Anh còn vay em 800 đấy. 800 nghìn ngày xưa. Ôi anh ơi, em không cần lấy lại cái 800 đấy đâu. Ok, em buồn cười. Không đáng bao nhiêu, với cả nó lâu quá rồi, em quên lâu rồi. Không, em ơi, em nghĩ gì? Em nghĩ gì mà anh giả em 800? Cho anh vay thêm 200 tròn triệu. Xe nhét xăng mà gọi mãi thằng bạn không đến. Tú nữ, ai đây? Anh Thái đây, Tú nữ. Ai gọi Tú đó? Có Tú đây. Tú ở nhà à? Anh sang đây anh có chuyện muốn nói với Tú này. Chuyện là nó quan trọng lắm Tú ạ. Bởi vì là chuyện này nó quan trọng cho nên là anh sợ anh làm phiền Tú. Cho nên là úi trời. Tú nghe anh nói đi. Anh buồn rồi à? Ừ, anh buồn rồi. Hôm nay anh phải về để dài đấy. Được không? Anh còn mới mua ấy. Mới mua ngoài chợ. Hay thay thế. Anh biết em thích màu rời nên là anh đã bồi hồi cho màu xanh à? Đúng vậy, bởi em thích đấy. Thì anh có gì anh nói đi. Bởi vì nó quan trọng cho nên là anh sợ làm phiền Tú lắm. Phiền á? Thật ra thì Tú cả ngày chỉ có ăn với ngủ thôi. À không, thực ra là em rảnh. Vâng. Anh nói gì cứ nói. Anh muốn nói là cái mấy ngày hôm nay ấy, anh cứ bị mất ăn mất ngủ á. Mà cứ đến tối là anh chỉ có nhắm mắt để đấy thôi, anh không ngủ được. Anh sao nhỉ? Anh cười em chị nhá. Đang nói chờ gì đấy? Bố à. Ai con trịnh trọng thông báo biết nhá. Nha. Thế cục là chuẩn bị thay đổi. Con là sắp có người yêu nhá. Rồi bố mẹ xem. Anh Thái Dê ơi. Thực ra là câu chuyện là tại vì Tuấn mà anh mất ngủ. Và anh muốn nói với Tuấn cái vấn đề quan trọng lắm. Tuấn ạ. Tuấn ơi. Anh Thái đây. Ôi dồi. Tuấn đây. Ôi dồi. Tuấn hiểu vấn đề không? Em hiểu rồi. Nhưng mà Thái Dê. Vấn đề này anh phải gặp bố em. Bởi vì em là con nhà lành đấy. 10 giờ bố mẹ em đã chờ cửa rồi. Em là con nhà gia giáo, không tự tiện được đâu. Thế là bố em à chứ không phải em à? Vâng. Hóa ra là bố em là người đánh đàn à? Anh Thái Dê. Gì? Sao lại đàn ca sáo nhị gì ở đây? Tối nào cũng nghe tiếng đàn từ nhà em nhá. Anh tưởng em đánh đàn nhá, làm anh mất ngủ nhá. Hóa ra là bố em đánh đàn à? Mà đánh đàn có phải là dễ nghe đâu. Đánh đàn cứ như là chọc tiết lợn ấy. Anh rất khó chịu, hôm nay anh sai nhắc nhở gia đình em ấy. Sao lại liên quan gì đến bố em ở đây? Bảo bố em đừng có đánh đàn khó nghe. Thế anh sang đây là vì bố em, không phải vì... Đúng rồi. Này. Ôi, tâm lý thế. Thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn ấy. Cho anh mượn đây. Sao anh? Đây. Cái này anh tặng con Hít đấy. Anh sang đến tiện nhắc nhở nhà em thôi. Em đẹp là anh tự tin anh tặng nó rồi. Chứ không nó chửi chết. Con đấy nó ngoa lắm. Tôi không phải là... Chứ gì nữa. Về nhắc nhở bố em đừng có đánh đàn nữa nhá. Anh sang anh tặng con Hít đây. Chết, tí quên xe. Đi đây. Anh Thái Dê. Trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh quê của hương... tôi đi. Ôi sao đấy, tất cả là tại bố đấy. Tại bố? Bố cứ mặt bông phừng phừng như này bảo làm sao chả có ma nào dòm ngó đến con cả. Ok Trang. Hà
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.